Hôm nay chúng ta cùng unbox túi của bạn Vinh. Rồi vào đây em ơi. Xem đồ này nó có gì à anh em. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm cái body. Đây, cái body main chính của nó chính là con Sony A7K. Chắc là Sony A7 Canon. Rồi, len 18-10-18. Len rộng, len là do crop nhưng cắm lên full frame này cũng được. Rồi body, đây một cái len nữa. Ui, len rất là khủng khoảng. À, nhìn ghê chưa? Đây là con Helios 44-442. Con này là con len MF và được mốt theo cái kiểu cine mốt thôi. Đây một cái len mốt thôi. À, đây có một cái len nữa. Xem bên hông nữa nha. Sigma 2870 F2.8. Con này cũng rất là nhỏ gọn. Các bạn thấy à, nhỏ gọn. Cái pack này đúng là pack rất là nhỏ gọn luôn. Và đa dụng, từ rộng cho đến cỡ trung và hơi tele. Hơi tele với 70 F2.8. Ngoài ra thì bạn ấy có gimbal. Đây sẽ là bản gimbal 3 Zolin RC3 và đây là một con đèn Jinjun 40W. Ui còn nguyên bóng này, mới tinh. Con này cũng rất là đa dụng nha. Một cái pack này gọn gàng nhẹ nhàng. Hay. Và tí nữa mình sẽ review riêng cái máy sau.